Trà gì? Em mới trà gì? Trà cốc. Chào mừng mọi người đã đến với lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Thì lễ hội diễn ra từ ngày 22 23 ra tháng 8. Đây là cái khung cảnh của hội trưng bày sản phẩm của huyện Bắc Trà My mọi người. Thì anh em này bây giờ bắt đầu đang đi đây, hôm nay không được cách đăng các bạn chỉ tí nữa mình sẽ quay qua khu khu tập việc tập dần cái lễ hội văn hóa dân tộc. Mời mọi người cùng xem tại anh em đang trưng bày kênh của xã Trà Dương. Tay cánh đang bắt đầu trưng bày sản phẩm làng, sản phẩm chuẩn bị của anh em đang bị lóc tại cái shop cái sọt của xã Trà Dương mình rồi. Tay cánh này đang tăng tí tăng nhiều rồi. Nhưng mà nó không có hoa. Thấy được không? Các sản bên tay trái của mình đó là theo sắp xếp từ xã Dương, Tâm, Núi, Cốt, những cái nào chúng ta phải là gồm có Tự Giang, Tự Tân, Tự Đốc, Tự Vui. Đây là cái tổng quan của huyện Bắc Trà My sẽ diễn ra trong ngày 23 tháng 10. Phía dưới bên kia này thì gặp trời mưa, trời tối, trời mưa, em chưa, chẳng có ra trời mưa rồi. Đây là sau trận mưa xong và anh em mình bắt đầu đi vào trong khu vực tập dựng chào tạm biệt anh em và các cái tập đi vậy chị biết là đi quá đây rồi được rồi xe chập liền không xe chập liền không đứng rồi chập liền không cho cái dao lên liền. Hôm nay như lễ hội anh em tụ tập chúng tôi từ miền núi xa xôi đi ngày đêm không tới mà cũng tới để chơi thể dục thể thao công chia bảo vệ bản sắc dân tộc phi vật thể của đồng bào dân tộc chúng tôi này đi chơi nói riêng và toàn thể các dân tộc 54 dân tộc Việt Nam nói chung xin hết. Mình đơn vị trà gì và chú? Trà đốc. Trà đốc hả? Đây đúng là màu sắc. Chú gì làng không? Mình nữa trà gì anh? Trà cà. Trà cà. Rồi, bà gà buông lên đi. Quá thế mà nói mà tạo dáng rồi thôi. Chưa kịp tạo dáng. Rồi, dừng nó đi. Dưới tầm băng đi. Đây nhà đây thôi. Mình trà gì? Trà nú. Trà nú đây mọi người. Phải làm cho giơ tay đi. Đẹp hơn. Giơ tay đi đẹp hơn thì hai cái tay của mình đi. Cái mình nói trà gì? Trà ngon. Trà con. Đây
Đây là các cô gái trà con của mọi người. Chào đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Hả? Năm nay lớp 5. Năm nay đọc lớp 5 à? À. Em chào gì em? Dạ. Chào gì? Em mới chào gì? Chào cậu. Chào gì chú? Hả? Mình chào ở chào gì? Chào giác. Chào giác. Mình ở chào gì? Chào tân. Chào tân.